Video này được tài trợ bởi nhà cái DK8, nhà cái uy tín hàng đầu với trò chơi đa dạng, khuyến mại 100% giá trị nạp cho lần nạp đầu tiên. Xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với bản tin buổi sáng hàng ngày của Góc Arsenal. Bây giờ, hãy cùng chúng mình điểm lại những chuyển động thú vị của đội bóng thân yêu ở trong 24 giờ đã qua. Nhớ like, share và subscribe anh em nhé. Giờ thì bắt đầu thôi. Tiền vệ người Anh chủ yếu được sử dụng ở vị trí tiền vệ tấn công và bên trái trong mùa giải này. Tuy nhiên, Smith Rowe vẫn là chân sút số 1 của Arsenal ở mùa này với 10 bàn thắng trên mọi đấu trường. Sau sự ra đi của Aubameyang, còn Lacazette và Nketiah thì sắp đáo hạn hợp đồng, Arteta cần thêm một lựa chọn cho vị trí trung phòng. Pháo thủ dự kiến sẽ chi lớn cho một tiền đạo trong hè này, nhưng Arteta đã ám chỉ Smith Rowe có thể lấp đầy khoảng trống này. Cậu ấy có thể chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm, chạy cánh trái hoặc là cánh phải. Cậu ấy cũng có thể chơi tốt ở vị trí tiền đạo cắm. Smith Rowe là một trong những cầu thủ có kỹ thuật cá nhân và khả năng dứt điểm tốt. Cậu ấy hoàn toàn có thể chơi tốt ở vị trí số 9. Tôi hài lòng với sự đa năng của cậu ấy. Smith Rowe đang có một mùa giải rất tốt. Tôi hài lòng với những gì mà cậu ấy thể hiện. Sau khi tước tấm băng thủ quân của Aubameyang, huấn luyện viên Mikel Arteta đã trao trọng trách này cho một ngôi sao giàu kinh nghiệm khác, Alexandre Lacazette. Tuy nhiên, nhiều đồn đoán cho rằng vai trò đội trưởng của Lacazette đang nắm giữ chỉ là mang tính chất ngắn hạn mà thôi. Bởi lẽ cầu thủ Pháp gần như chắc chắn sẽ nói lời chia tay pháo thủ vào cuối mùa giải này. Thời điểm hiện tại, Arteta đang trao vị trí đội phó cho Kieran Tierney. Tuy nhiên, bên cạnh ngôi sao người Scotland, chiến lược gia người Tây Ban Nha cũng đã tìm ra một ngôi sao phù hợp với vai trò thủ lĩnh hơn. Martin Odegaard có tất cả những phẩm chất tuyệt vời để trở thành một người đội trưởng. Hoàn toàn có thể. Tôi đã nói chuyện với huấn luyện viên đội tuyển quốc gia của anh ấy, Stanley Solbakken, và họ đánh giá cao anh ấy. Arteta chia sẻ, anh ấy nhận được sự yêu mến từ tất cả mọi người. Anh ấy là một chàng trai tốt bụng, khiêm tốn và anh ấy dẫn dắt cả đội theo phong cách riêng của mình. Đó là điều rất tự nhiên đối với anh ấy. Và điều đó sẽ tới. Trang chủ của câu lạc bộ Đan Mạch Aarhus Gymnastik Forening xác nhận đạt thỏa thuận chiêu mộ Wilshere. Thật đầu mùa thời của bóng đá Anh đặt bút ký vào bản hợp đồng có thể thế hết mùa giải 2021-2022, kèm theo khả năng gia hạn thêm một năm vào mùa hè tới. Trong thời gian qua thì Wilshere đã trở về câu lạc bộ cũ Arsenal để tập luyện duy trì thể lực. Ngôi sao 30 tuổi không thi đấu kể từ khi chia tay Pernambuco sau mùa trước. Phát biểu qua trang chủ của câu lạc bộ mới, Wilshere đã bày tỏ cảm xúc. Kể từ khi bắt đầu tập luyện cùng Arsenal, tôi chưa bao giờ giấu giếm thực tế rằng quá trình này là nhằm sẵn sàng cho năm 2022 và một câu lạc bộ mới. Lúc này, câu lạc bộ phù hợp đã xuất hiện và đó là một thử thách mới thú vị dành cho tôi. Ở thời điểm này của sự nghiệp, tôi cần một khởi đầu mới sau giai đoạn khó khăn và AGF đã đề nghị cơ hội đó cho tôi. Tôi cảm thấy vô cùng cảm kích và sẽ làm mọi thứ để có thể đáp ứng được kỳ vọng. Tôi rất trông chờ được đóng góp cho đội bóng. Tôi đang đạt trạng thái thể chất thực sự ổn và cảm thấy sung sức. Nên giờ là lúc để gia nhập đội hình và xem liệu có thời gian thi đấu cho câu lạc bộ, góp sức và chiến thắng. Sự nghiệp của Marcel Flamini đã bị ảnh hưởng đáng kể bởi chấn thương đeo đẳng, nhưng bù lại thì anh đã thăng hoa ở chốn thương trường. Flamini đã sớm trở thành đồng sở hữu của công ty GF Biochemical trước khi giải nghệ. Năm 2008 thì Flamini cùng đối tác của mình là Pascal Gratis đã thành lập công ty Brandcal nhằm nghiên cứu và tạo ra acid levulinic, một hợp chất hữu cơ có thể thay thế dầu mỏ trong tương lai. Theo tạp chí Forbes, một loại nhiên liệu mới được thay thế nhiên liệu hóa thạch và dầu mỏ đã được công nhận. Công ty của cựu tiền vệ người Pháp có thể tăng giá trị lên tới là 14 tỷ USD. Điều này giúp Flamini kiếm được nhiều tiền hơn bất kỳ hợp đồng nào trước đây của anh với Arsenal và AC Milan. Không dừng lại với thành công có được, Flamini còn bắt tay với đồng đội cũ tại Arsenal, Mesut Ozil, để hợp tác kinh doanh khi cùng nhau thành lập một công ty cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Mục tiêu của hai cựu sao Arsenal hướng tới là giúp khách hàng đạt được hiệu quả cao nhất trong các lĩnh vực quan trọng như là tư duy, dinh dưỡng, luyện tập và phục hồi. Công ty của cả hai sẽ cung cấp chế độ khoa học cũng như là lời khuyên từ các vận động viên ưu tú, huấn luyện viên, bác sĩ thể thao tên tuổi nhất. Cuối tuần vừa qua thì Arsenal có thắng lợi quan trọng 2-1 trước Brentford. Emil Smith Rowe và Bukayo Saka là những người đã ghi bàn cho pháo thủ thành London.
cá nhân Saka được Gusauker bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận. Ngôi sao 21 tuổi vì vậy đã lọt vào danh sách đội hình tiêu biểu của tuần của chuyên gia BBC Bradford. Kroos cho biết, Arsenal dường như đang tìm thấy chính mình giữa thời Mikel Arteta bằng cách đầu tư sức trẻ, kết hợp một chút kinh nghiệm. Một trong những cầu thủ có ảnh hưởng lớn nhất của ông ấy và cũng là một trong những người trẻ nhất là Bukayo Saka. Tôi không nghĩ có thể nói gì thêm về cầu thủ này. Tuy nhiên, chúng ta đang bước vào thời kỳ bóng đá hiện đại khi các cầu thủ Anh bắt đầu hấp dẫn trở lại với những đội bóng như Barcelona và Real Madrid. Mặc dù trong điều kiện hiện tại, tôi nghi ngờ liệu họ có đủ khả năng mua Saka hay không. Đó là điều may mắn cho Arsenal. Tuyển thủ Tam Sư cho thấy sự tiến bộ vượt bậc ở mùa giải vừa qua. Ở chiến dịch năm nay, Saka là nhân tố chủ chốt trên hàng công của pháo thủ. Sau 23 trận ra sân tại Premier League, ngôi sao 21 tuổi đã đóng góp 7 bàn và 4 kiến tạo. Cuối tuần qua, thì Arsenal đã đả bại Brentford với tỷ số 2-1. Các bàn thắng của Smith Rowe và Bukayo Saka đã đem về 3 điểm quan trọng cho pháo thủ. Chiến thắng này thắp sáng ly hy vọng vào top 4 cho thầy trò Mikel Arteta. Hiện Arsenal chỉ còn kém vị trí thứ tư của MU 4 điểm, nhưng đang đá ít hơn tới 3 trận. Dù vậy thì huấn luyện viên Arteta thừa nhận, ông cùng các học trò không nghĩ nhiều tới mục tiêu lọt vào top 4 lúc này. Thay vào đó thì chiến lược gia người Tây Ban Nha muốn toàn đội chơi thật tốt trong những trận đấu sắp tới, đồng thời cải thiện các vấn đề còn tồn động. Mùa giải vẫn còn tới 15 trận đấu nữa, sẽ có một số điểm nhất định để chúng tôi có thể hoàn thành mục tiêu top 4 như đã đề ra. Nhưng vào lúc này, chúng tôi vẫn còn rất xa so với cái mốc ấy. Như vậy là phần điểm tin của chúng mình tới đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.